Xin chào các bạn, và trong video này thì mình lại tiếp tục nói về những cái từ khóa liên quan đến sự bỏ cuộc và xây dựng cái con người bỏ cuộc trong chúng ta. Và từ khóa mà mình muốn nói ở trong video này đó chính là từ khóa không có mục tiêu. Thế tại sao không có mục tiêu nó lại góp phần xây dựng nên con người bỏ cuộc của chúng ta? Như mình đã chia sẻ trong rất nhiều video lần trước, là khi mà chúng ta có một mục tiêu thì chúng ta sẽ có con đường, chúng ta có lộ trình, chúng ta có cái sự kế hoạch. Đó, cái câu mà mình rất hay đọc cho các bạn đó chính là khi chúng ta có một cái mục tiêu chúng ta chinh phục thì sẽ là xác định mục tiêu này, tập trung nắm bắn này, kiên trì bám đuổi và quyết không bỏ cuộc. Thì cái bước đầu tiên chính là chúng ta có cái mục tiêu rõ ràng, định hình cho mình cái mục tiêu rõ ràng. Thế thì nếu mà chúng ta không có mục tiêu thì cái đường đi của chúng ta sẽ mờ tịt, cái cách làm việc của chúng ta cũng sẽ không có cái lộ trình để chúng ta đi đến đích thì càng không. Chính vì thế cho nên là trong cái quá trình chúng ta đi đến đích thì chúng ta không có cái định hướng nào, chúng ta không có con đường nào, chúng ta không có kế hoạch nào, thì chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta bị chán nản, chúng ta thấy thất vọng về bản thân, chúng ta không có một cái lộ trình, cái đường đi nào để đến đích. Cho nên là chúng ta sẽ rất dễ bỏ cuộc giữa đường, vì mình không biết đi thì mình sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Vậy cho nên chúng ta hãy có mục tiêu ngay từ nay nhé.